Ủa, nó đang trong kìa. Chết mày. Mày luôn á, tao bắn mày luôn á, mày nghĩ tao sợ mày hả? Tao bắn mày luôn á. Lee Sin, chơi nó cho anh Lee Sin. Chích mẹ luôn là ơi. Anh mết khoe lòng nách đi á. Cái đéo gì vậy em? Hết cái đi khoe rồi hả? Anh nói thiệt nha. Mày đi mày coi lại đi chứ. Mấy thằng mà vậy thường hay biến thái lắm á. Anh nói thiệt. Một thằng con trai mà kêu thằng con trai kia cho coi long nách là nó vừa BD mà nó vừa biến thái nữa đó em à. Rồi. Sao nữa? Mày muốn trong cơm Louis đó đó mà. Không biết link này Facebook nào không? Ồ. Link này Facebook dập. Đây nè. Chó này sự dơ. Tôi bắn con Vega này chắc phải đái quần luôn. Sao chịu nổi, sao chịu nói nhiệt. Có nhiều ví dụ như cái pha này nè, thấy không? Đó anh em thấy không? Tôi bắn nghỉ chải luôn á chứ. À khó chịu vậy ta. Chưa gì là găng rồi. Thằng này được á, thằng gì nè, thằng ít game này được á, có style đồ á, có phong cách á. Không mà tôi khoái nhất của cái thằng tôi khoái nhất ở thằng này á là tao tuyển kèo mày bây giờ, link Facebook tao nè, xong rồi facebook.com/Louis đó mà. Mẹ nó căng thẳng vậy chứ. Tại thật ra cái trò này có thể anh em sẽ thấy nó không hài, nhưng mà nó làm mình nhớ tới hồi xưa á. Hồi xưa thì anh em biết là luật VCS đồ nó đâu có cấm kỳ thuê hay là, nói chung là giải đấu hồi xưa còn tên là đấu trường danh vọng á, người ta chả quan cả, nó còn chả có luật nữa, nó thẳng như thế cho nó gọn. Thì ví dụ như giờ mình vô mình chơi đi, mình chơi nick nào đâu ai cấm, đúng không? Xong rồi ví dụ như vô giờ thằng em tôi vô, ví dụ như giờ nó tài EOS 771 vô ngồi chơi nick tôi đi, hoặc là nó chơi một cái nick khác đi, thằng nào chửi nó tuyển kèo cái nó quăng lên Facebook tôi cho thằng đó. Mà thời xưa thì làm con mẹ gì biết nhau. Ví dụ như thằng hồi xưa, ví dụ như tôi top 1 elo, như thằng nào biết là thằng top 1 elo là anninhsitinh với là Optimus 1997 là Trần Văn Cường. Làm mẹ thằng nào biết. Mà hồi xưa tôi lên Facebook tôi làm đế như là Trần Văn Cường, hồi xưa Facebook tôi là Nobita Kun. Thế là khóa mõm mấy thằng này lại liền, khóa mõm hết, tất cả chỉ là mới nhú thôi. Tại hồi xưa mất chơi Left 4 Dead á. Xong rồi mất quen cái thằng đó tên là Doraemon. Đó, xong rồi chơi chung với nó. Thời đó là mết còn lấy số điện thoại, mết còn nhớ số mà, số đó số của ngoại mết là số 090907106845, tôi còn nhớ số điện thoại luôn mà. Nhưng mà tôi vô tôi chơi với Doraemon, cái nó kêu tôi đặt cái nickname đi, tôi mới ngồi tôi nghĩ cái tên. Tôi mới đặt là Nobita Kun. Đó. Thật ra nếu mà trong kênh stream này mà bây giờ mà có mấy anh em clan SOS bên Left 4 Dead 2 á thì mấy anh em sẽ không có nhận ra tôi đâu. Tại xưa tôi chơi kiểu như tôi chơi ít lắm. Tại xưa tôi chơi Left 4 Dead là hơi bị khác đó nha, hơi khác lạc á, team tôi là hơi bị khác á. Không có ngán cái team nào đó. Hồi xưa chơi game là quá không có khái niệm là sợ thằng nào đó. Còn thằng nào vô là chiến đó. Ví dụ mà yếu hơn thì ăn hành, đéo nói nhiều. Chứ không có khái niệm ôi team nó mạnh lắm không bắn đâu này nọ, đéo. Chỉ cần mày tiễn kèo thôi là mút. Chơi hết á. Hồi xưa nó còn hay có mấy cái meme đồ dạng như là cái gì mà ông thầy tu mô Phật bần tăng ngày xưa giờ không chửi ai bao giờ đó, xong rồi cuối cùng là bần tăng đéo ngán ai bao giờ đó, đó là câu slogan của tôi hồi xưa đó. Anh xôi đêm hông anh. Cái quần què vậy trời. Ê! Ơi cái gì ơi. Trần Văn Lễ chưa bàn ai bao giờ. ơi, lách cái gì vậy? Lách cái gì vậy trời? Đéo hiểu. À, con nhà van nó lát lên, nó đại địa chấn, nó làm tôi quá chấn động. Thiệt, đúng là đại địa chấn có khác. Như là QTV này nọ nè, mấy ông nội này thì bóng đâu đánh kèo. Ôi, tại hạ lỡ bước, xin thí chủ tha mạng chứ. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ ai là người cho em yên bình? Ngon. Trời, mà đánh cái thằng quá. 2 năm không đánh rank là out. Chúng tôi có cơ sở để thắng rồi đó. Đó, con gì nè. Rồi thằng này điên. Hồi nãy tao bấm lộn cái lát nên tao mới chết thôi mày. Có cái chuyện đó đó nha mày. Ví dụ như em ngại, em không dám nói là mình thích bạn hay gì đó thì em có thể em đái em vòng như này, em lái. Ví dụ như em đang đi một chiếc tàu vậy đúng không? Thay vì em đi thẳng vậy, ví dụ tới lúc đó em cảm thấy không an toàn, em quẹo qua cho anh. Trời, ví dụ như em nói ngày mai đi coi phim không? Đó, cái bắt đầu nhỏ đó nó thấy có dấu hiệu kiểu như là nhỏ đó nó làm sao ta? Nó bắt đầu nó kiểu như nó hơi ngại ngùng đồ gì đó, hay là cảm bản thân em cảm thấy ơ mình lỡ rồi, ơi sự chữa cháy em lái qua liền. Tại vì bạn của mình nó có mấy đứa nó đủ đi coi phim nhưng mà đứa nào đi cũng có bạn bè hết, mà đi một mình thì hơi ngại, đi chung không? Đó, nó lại hay. Hoặc là bạn mình toàn con gái không à. Mình con trai đi ngại quá, bạn đi chung với mình đi. Ồ mà khoan, từ. Ủa tao mới nói gì vậy? Sai quá trình rồi. Tại em đánh ớt lại 10 trận mà 8 thắng 2 thua, nó đưa xuống Iron Man. À, tụi Dương nó chịu bắn hết luôn. Ủa cái đồng đội đâu? À, con Mala FK. Mala FK. Lợi anh Phai. Nó bắn mày luôn anh Phai ơi. Cứu. Trời, đừng có bắn con rồng chứ vậy. Tự nhiên bắn rồng, điên cái gì á. Bóc của nó sướng thế mẹ. Ủa, tụi nó đang trong kìa. Chết mày. Mày luôn á, tao bắn mày luôn á, mày nghĩ tao sợ mày hả? Tao bắn mày luôn á. Lee Sin, chơi nó cho anh Lee Sin. Chích bạo luôn à ơi, Lee Sin ơi. Giết mày luôn á, nhóc ác. Vô đây Lee Sin ơi, cái gì vậy? Tự nhiên ba thằng Amazon không ăn. Chạy ra 20 mét, xong bắt tôi đứng tôi chờ. Trong giờ binh vô ăn, rồi ăn cái quần què. Ăn quần què đó nè. thì tôi đếm qua Amazon. Rồi chạy, chạy được á, mà chạy hậu á. Phút chống cơm sạc lưỡi hết không? Chó ít kêu này dơ thì chứ. Không, tôi khoái này rồi đó, thiệt. Cái kêu này nó cái cách nó nói chuyện làm tôi khoái, tôi phải kết bạn cái này mới được. Bữa nào rủ nó chỉ lộn.